Nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong có bí quyết riêng để vợ không ghen, không sốc khi diễn cảnh lăn giường với bạn diễn nữ. Không thích đâu, không thích nhưng mà lại ủng hộ. Và anh cứ làm, ai cũng có những cái chạy lòng ấy. Tao biết nhưng mà đôi khi là thậm chí là mình còn đưa nhiều hơn. Chứ là mình còn đưa nhiều hơn. Trước mặt thì chưa bao giờ, nhưng mà sau lưng thì chắc là có. Ví dụ như là trao đổi với lại các người bạn cùng giới thân thì chắc là cũng có phàn nàn, nhưng mà Phong phải nói thật là Phong rất là may mắn. Vợ Phong là một người khá văn minh và rất là thông cảm với cái nghề nghiệp của chồng. Thậm chí là Phong biết là có những cái mà không thích đâu, không thích nhưng mà lại ủng hộ. Và anh cứ làm, bởi vì cái hình ảnh của anh, của chồng bây giờ là nó rất là public rồi. Thế mà có giấu thì cũng chả được. Nếu cái gì đẹp, là những cái gì mà nó liên quan tới các cái công việc của anh thì cũng phải hạn chế đi, chẳng hạn như thế. Bởi vì là đây là những hình ảnh đẹp mà. Còn những hình ảnh xấu thì đương nhiên là không nên rồi. Đấy, thế còn về tâm lý của một người vợ thì ai thế thôi, đúng không? Ai cũng có những cái chạy lòng ấy. Nhưng mà Phong biết nhưng mà đôi khi là thậm chí là mình cũng đưa nhiều hơn lên là để làm gì? Là để cho vợ mình là quen dần với cái điều đó đi, đúng không? Ví dụ nhé, bây giờ một cái phim mà Phong đóng những cái cảnh như là chúng ta của 8 năm sau nhé, làm sao mà vợ Phong biết được cái diễn biến ở trong cái câu chuyện nó như thế nào, biết làm sao được Phong diễn như thế nào với các bạn đấy. Đấy, đúng không? Sợ là nếu mà không đưa lên những cái tình cảm, không đưa những cái hình ảnh mà thân mật với các bạn ấy, đến lúc mà bụt một gái lên nhìn cái hình cái kia choáng sốc nguy hiểm. Cho nên là một sự may mắn đúng không? Phong nghĩ rằng là với Phong và anh Võ Hoài Nam thì đều là những nghệ sĩ, và người nghệ sĩ thì đa phần người ta sống bằng cái cảm xúc. Người ta sống bằng cảm xúc thì bất chợt là một cái cảm xúc nó ùa về, nó dâng trào lên ở trong lòng người ta, thì người ta có thể đưa ra, người ta có thể viết bằng thơ, bằng hình thức này, bằng hình thức khác, như thơ hay là văn, hoặc là đưa những cái hình ảnh ấy. Đấy là cái cảm xúc. Nếu không có cảm xúc thì chắc chắn là sẽ không có những cái hình ảnh đó, những câu thơ đó, những lời nói ngọt ngào như thế. Phong phải nói thật là cuộc sống vợ chồng ấy thì ai đấy thôi, cũng có những lúc va chạm, cũng có những lúc gọi là cơm áo gạo tiền, cũng có những lúc khó chịu về việc áp lực công việc, con cái nghịch ngợm, hoặc là có những cái điều trong cuộc sống đưa đến những điều mình không mong muốn. Ai cũng có những áp lực đó. Thế nhưng bên cạnh đó thì ai cũng có những cái lúc thảnh thơi, ai cũng có những cái cảm xúc của tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con. Thế và khi có những cái nó ùa về thì có lẽ như Phong cũng như anh Võ Hoài Nam là bằng cách là gửi gắm ở trên mạng xã hội thôi. Đấy cũng là một cách mà cũng muốn nói với bạn đời của Phong cũng như là anh Nam, muốn nói với bạn đời của anh Nam rằng là chúng tôi mặc dù là cũng có tuổi rồi nhưng mà chúng tôi vẫn dạt dào cái tình cảm yêu đương. Cái tuổi yêu của chúng tôi vẫn chỉ là 19-20 thôi.